Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nha. Tiếp tục series chơi các môn thể thao độc lạ thì hôm nay chúng tôi sẽ đánh cầu lông bằng cái vợt khổng lồ đây các bạn ạ. Mà quả cầu lông cũng không phải là quả cầu lông mà quả cầu lông sẽ bằng quả bóng bàn nhé các bạn nhé. À, quả bóng chuyền nhé. Thì chúng tôi vẫn thế thôi. Chơi từ bán kết đến chung kết. Người nào mà thắng sẽ nhận 1 triệu đồng từ tôi các bạn ơi. Giờ chúng tôi sẽ bán tù tì để xem bán kết 1, bán kết 2 nhé. Jets. Tôi thắng nhé. Rồi tôi thua rồi, hai anh kia. Tôi gặp phòng. Rồi các bạn ơi. Vậy là trận bán kết đầu tiên giữa tôi và Hiếu và trận bán kết thứ hai giữa phòng và bác Ngọt nhé các bạn nhá. Thì hôm nay là cầu lông theo kiểu khổng lồ này các bạn ơi. Thế tôi lại người ăn mất nhất cái giải này rồi. Khẳng định các bạn như thế nhá các bạn nhá. Thôi các bạn ấy bốc phét đi thôi, cái cầu này có ai đánh vào đâu. Và nói chung là sẽ cống hiến những cái pha bóng đẹp cho các bạn xem nhá. Các bạn ơi. Tôi thấy là cái vợt này vẫn hơi bé so với cái tầm tay của tôi các bạn ơi. Ít ra nó phải tầm nó phải to bằng một cái giếng làng các bạn ơi, chỉ tôi cầm đánh nó mới đẳng cấp chứ có cái này thì đơn giản nhưng tí thôi tôi thắng chặt thì còn gì nữa. Các bạn ơi, mấy thằng bốc phét thì các bạn biết rồi thì tôi không nói nhiều nhá, bây giờ tôi sẽ hạ anh cô luôn. Tầm yếu nó bảo hạ tôi mà tôi nghĩ chắc là tầm yếu không hạ được tôi đâu các bạn ơi. Thì chúng tôi sẽ đánh một set duy nhất 16 điểm nhá các bạn nhá. Chúng 16 điểm là đúc lắc luôn, ai đến 16 điểm trước sẽ là người chiến thắng. Rồi. Và bây giờ sẽ là trận bán kết 1 giữa Phương Cun gặp với Hiếu Duệ. Thì chúng tôi sẽ đánh set 11 vào nhá. Đó, các bạn ơi, những pha sang bóng rất là hay của hai bên. Như vậy tình huống đầu tiên là đánh bóng ra ngoài. Điểm số cho Hiếu Duệ 1-0. Thì cái vợt này anh em tôi là thiết kế bằng gỗ hết các bạn. Đó. Khi mà set bóng thì tất cả đều phải set bằng chân nhá các bạn nhá. Tỷ số 2-0 cho Hiếu Duệ. Sang bóng rất hay. Đập bóng tốt. Đổi điểm 1-2. Thì trận đấu này là trận bán kết đầu tiên các bạn nhá. Thì xem cũng tôi thấy cũng khá là nhạt nhẽo rồi. Thế là tôi phòng là sẽ cống hiến cho các bạn những cái pha đập nó ngoại mục một tí chứ không giống những cái kèo đấu này bạn ơi. Kèo đấu này thì cũng chưa biết thế nào bạn ạ. Đây là cái môn thể thao mới bạn ơi. Cũng chưa biết là ai giỏi đâu. Rồi, tiếp tục trận đấu. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-2. Tốt. Sao nó rất hay. Rúc lưới, tỷ số cho Hiếu rồi, 3-1. Tiếp tục là Hiếu có những cái pha sẽ bóng phải nói cũng rất là khó. Tỷ số 4-1. Đây là môn thể thao mới các bạn nhé. Đánh cầu lông khổng lồ như quả cầu lông, xếp bóng ngoài sân 2-4. Tiếp tục là Phương Hữu Côn xếp bóng, đánh bóng không qua lưới. Tỷ số 3-4. Tiếp tục là Côn xếp bóng nhá, đánh bóng ra ngoài. Điểm số 4-4. Thế này là khả năng là Hiếu thua rồi các bạn ơi. Đánh bóng ngoài sân 5-4. Cái này thì là nói chung là môn thể thao mới này không ai lợi thế nhé bạn nhá. Đánh bóng ra ngoài 6-4. Hiếu đánh bóng hỏng khá là nhiều các bạn ạ. Thế nào Hiếu lại lên được 4 điểm. Tôi cũng thấy là một cái điều cũng khá là bất ngờ bạn ơi. Thì là sân này chúng tôi là kích thước của bóng chuyền hơi các bạn nhá. Đánh bóng không qua lưới 7-4. Thì là sẽ đấu chúng tôi chỉ chạm 11 rồi. À chạm 16 các bạn nhá. Đấy. Tiếp tục Phương Côn xếp bóng. Đánh bóng không qua lưới. Điểm số 8-4. Cũng khá là cho Hiếu rồi các bạn. Bởi vì là tôi nghĩ là riêng về thể thao thì năng khiếu của em Hiếu cũng chưa được tốt cho lắm bạn ơi. Mặc dù nói ra hơi buồn nhưng mà đấy là sự thật các bạn ơi. Điểm số 5-8. Tốt, tốt. Đập bóng không qua lưới. Thì như vậy là điểm số 9-5 thì tôi nghĩ với trình độ của Hiếu này thì khá khó để có thể đuổi được các bạn nhé. Tốt. Có thể là nói là hai bên là đánh cũng khá là an toàn các bạn ơi. Đánh bóng ngoài sân, điểm 69. Cũng vẫn còn cơ hội cho Đình Hiếu. Tốt. Ngoài sân, điểm cho Hiếu 79, vẫn còn cơ hội. Đánh bóng không qua lưới 89. Thì anh em tôi là vẫn chạm 16 nhá. Thì cái trận bán kết 1 này chưa có quả là tình huống nào đập bóng cắm sân cả. Đập bóng không qua lưới. Điểm 18. Tiếp tục là Phương Côn xếp bóng. Đánh bóng tiếp tục không qua lưới 11-8.
Thì như các bạn đã biết đầu clip thì theo các nhà chuyên gia đã phân tích rồi. Tôi nghĩ với những cái tình huống đánh bóng quá ẩu của Hiếu Duồi thì không thể nào mà vào được đến cái vòng chung kết. Hiếu, tôi nghĩ đánh như này thì Hiếu chỉ xứng đáng là đánh với cả Phòng hoặc đánh với Tới thôi. Rồi, 12-8. Đánh bóng không ạ, đánh bóng ra ngoài. 9-12. Còn 3 quả thì thật sự là bây giờ là các cái điểm số nó về cuối rồi. Thì cũng sẽ rất là khó đuổi. Tốt. Đánh bóng không qua lưới. Điểm 10-12. Vẫn còn cơ hội cho Hiếu. Bóng quá khó. 13-10. Động viên để cho Hiếu có tinh thần không, tí lại bỏ cuộc thì hơi buồn. 13-10. Tiếp tục là Phương Công Côn ra bóng. Mười bốn mười. Chỉ còn là hai điểm số nữa là sẽ kết thúc cái trận bán kết này nhé bạn nhé. Đập bóng lươi qua khống. Điểm cho Hiếu Duồi. 11-14. Đập bóng không qua lưới. 12-14. Đánh bóng ra ngoài. Điểm 15-12. Rất là khó cho em Hiếu. Thì vẫn như trận chung kết trong mơ để tôi với cả Côn sẽ vào đánh trận chung kết rồi các bạn ạ. Còn bỏ lại Phòng với Hiếu ở phía sau. Bóng trong sân. Như vậy đã kết thúc trận đấu. Bán kết đầu tiên nữa tôi là Hiếu, tôi đã là người chiến thắng nha. Hiếu bị vùi dập quá các bạn ạ. Còn 3 thành 4 điểm mùi đi. Em ba bốn điểm đấy là anh đánh với trước đâu anh nhả em không biết. Mình đánh phọt phân ra mới thắng được các bạn ơi. Rồi các bạn không nói nhiều nữa, trận bán kết đầu tiên tôi đã vào chung kết nha. Thì bây giờ sẽ là trận bán kết thứ hai giữa Bác Ngọt và Phòng các bạn. Qua trận bán kết 1 thì hai ông đánh như mèo mửa ấy các bạn ơi. Đánh như không có tình huống, nào gay cấn đâu. Thì thật chứ nói chung là bây giờ chúng tôi sẽ cống hiến hết những cái pha bóng đẹp các bạn nhá, pha bóng hay cống hiến cho người xem, chứ còn chúng tôi cắm vạch 2 mét này. Không thiên về những cái điểm số cả các bạn ơi. Tôi sẽ hạ Phòng nhanh thôi các bạn ơi. Các bạn chỉ chờ đợi đấy. Các bạn ơi, tôi nghĩ cái trận bán kết 2 này còn mèo mửa hơn trận bán kết 1 các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, trận bán kết thứ 2 Bác Ngọt sẽ xuất bóng trước nhá. Rồi. Tốt. Một công. Một công. Trận bán kết thứ 2 này tôi cũng nghiêng về đồng đội già của tôi các bạn ạ. Rồi xem. Ui giời, bỏ mày khan thế. Các bạn ơi, đá cắm vạch 1 mét là gì? Hai không? Bạn nào bổng lên mới được. Tốt. Rồi các bạn ơi, một quả cắt bóng lối của Bác Ngọt, tỷ số được rút ngắn còn là 1-2 nhé các bạn nhá. Các bạn ơi, 2-2. Bác Ngọt là thật sự tôi đánh giá cũng cao nhưng mà hai khinh thường đối thủ các bạn. Ui giời. Em ơi, có phải cầu lông đâu. Tỷ số được nâng lên 3-2 nhá. 2-2. Ui giời. Đừng than đâm. 4-2. Thì nó rất là cao và nó rất là nặng luôn. Rồi, nó than lắm ạ. Than độc là gì? Đập đi nhá. Em không đập được quả nào. Các bạn ơi, cuối cùng đập được một quả. Tỷ số được rút ngắn 3-4. Tạm này. Quả tí thì ăn may lật lưới các bạn ơi. Nhưng mà rất tiếc là chỉ là tí thôi các bạn ơi. Tỷ số được nâng lên 5-3. Khó rồi. Quả ngoài. Các bạn ơi, tôi nhìn thấy được bóng đấy là tôi đã thấy khó rồi. Quả đấy em bỏ thì không ngoài được. Ngoài gì. Rồi các bạn ơi, tỷ số lại tiếp tục được nâng lên nhá. 6-3. Rồi các bạn ơi, tôi nghĩ kết quả của trận đấu này giống như trận bán kết 1 thôi. Ôi giời. Đáp. Ôi giời. Quá đứng xem rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, quả đúng là bóng cơn ra tù nhưng mà tại vợt lặng quá chạy lên không kịp. Tỷ số tiếp tục được nâng lên 7-3. Không anh ngoài thôi. Rồi các bạn ơi. Thì
biển số thôi, 83. Các bạn ơi, một quả chớp cơ hội rất là nhanh ở phòng luôn. 48. Tốt, tốt. Đặt. Ui. Các bạn ơi, 94 này gì? Tôi nghĩ đánh cái này là môn thể thao mới mà để cách biệt 5 điểm thế này thì rất là khó để gỡ các bạn. Tôi nghĩ trận đấu an bài rồi. Sếp. Các bạn ơi, một quả đập rất là tốt luôn. Tỷ số được rút ngắn 59. Tỏ tốc độ nhanh thế. Ui da. Các bạn ơi, quả lật lưới bóng, tất cả mọi người đều đứng nhìn rồi. Vì bóng chuyền nó đi chậm chậm nhưng mà rất tiếc bóng ra ngoài nhá. Tỷ số lại được nâng lên 15. Quý ca. Tại tôi biết tính cái khoảng thang rồi nên đập. Cứ tham rồi đập đẹp, đập cắm vạch 2m hay 3m. Các bạn đánh sau em đừng có úy trời. Tỷ số lại được nâng lên 11-5. Rồi đập đi. Các bạn ơi, thật sự nếu mà lêu như thế đập thì không thể làm được chống đỡ lại được các bạn ạ. Tỷ số được rút ngắn hơn cho phòng nhá các bạn nhá. 6-11. Đơn giản này còn nhiều rồi. Các bạn khó thật. Các bạn ơi, trận đấu tiếp tục nha. Ngoài. Các bạn ơi, tỷ số tiếp tục được rút ngắn các bạn ơi. 7-11. Cố lên bóng rồi thì tôi sẽ củng cố cho phòng để trận đấu nó hấp dẫn hơn các bạn ơi. Ê, đánh gì đấy, bạn đánh gì đấy. Các bạn ơi, một quả xử lý lỗi của Phương Phòng nhá các bạn nhá. 12-7. Đâu không được rồi ạ. Phạt đi, phải mày. Các bạn ơi, Phòng vẫn đang cố gắng từng điểm một nhá các bạn nhá. 8-12. Thì tôi nghĩ là vẫn không có cơ hội các bạn ạ. Cách biệt bây giờ đang là 4 điểm các bạn ơi. Rồi tiếp theo là cú phát bóng vào phòng lát nhá. Rồi. Các bạn ơi, tỷ số lại được rút ngắn rồi. Bỏ qua tôi đẩy điều mà. 9-12. Tốt. Quý da, cái tay kia đi. Các bạn ơi, mỗi lần đi đánh bóng là phải vứt vợt ra, không cầm vợt nổi để đi theo nhặt bóng nữa. Tỷ số được nâng lên 13-9 nhá. Đập đi. Cái gì nữa? Các bạn ơi, bác Ngọt đang thử thách ở phòng, toàn nêu cho phòng đọc thôi. Tỷ số được rút ngắn 10-13. Rồi. Các bạn ơi, một pha tự hủy ở phòng lát. Tỷ số được nâng lên 14-10. Thì còn 2 điểm nữa là trận bán kết thứ 2 đã kết thúc. Đập đi bóng ơi. Gà. Nhớ là bê là nhưng vẫn nhảy lên kìa. Rồi các bạn ơi, xếp boy, chuyển xếp boy cho bác Ngọt. Quả đánh người ra to kìa. Quý kìa. Rồi các bạn ơi, vậy là trận bán kết thứ 2 cũng đã kết thúc nhá. Phần thắng thì cũng giống như trận bán kết 1 thôi. Chiến thắng gần như là tuyệt đối cho hai thằng già các bạn ạ. Thì bây giờ tôi sẽ cho các vận động viên nghỉ ngơi để trước khi bước vào trận tranh 3-4 giữa Hiếu và Phòng nhá. Và trận 3-4 chúng tôi sẽ rút ngắn lại điểm số lại các bạn ơi. Sẽ đánh chạm 10 nhá các bạn nhá. Rồi hai vận động viên chuẩn bị chưa? Rồi xếp. Các bạn ơi, 1-0. Đúng như tôi dự đoán các bạn ơi. 1-0 mà đã tự đoán rồi đùa. Rồi. Tiếp tục. Bóng ngoài sân. Cái này tôi nghĩ là khả năng là cái trận tranh 3-4 này nó cũng nhạt nhẽo đó các bạn. Rồi, trận đấu tiếp tục. Tiếp tục là Phòng sẽ là người xếp bóng các bạn nhá. Bóng trong sân. Tỷ số 3-0. Nếu mà 6-0 trắng là thua nha em nhá.
Tiếp tục là Phong xếp bóng nhá. Thì tôi nghĩ là đánh giá cái trận này thì Hiếu thì dưới cơ các bạn ạ. Rồi, tỷ số 1-3. Tỷ số 1-3, tiếp tục là Hiếu Ruồi xếp bóng. Đánh bóng qua lưới, điểm số 4-1. Xếp bóng hỏng, 2-4 cho Đình Hiếu. Đánh bóng không qua lưới, điểm số 3-4. Trận này thì cũng mới đầu tôi phân tích là như thế, nhưng mà mới đầu thì phân tích là Phòng trên cơ, nhưng mà nhìn vào điểm số thì bây giờ tôi nghĩ là cũng cân kèo thôi các bạn. Cũng chưa biết ông nào ăn. Đánh bóng ra ngoài, quá ẩu, điểm số 6-3. Bọn mày không cắt được, bọn mày chỉ sang bóng bình thường thôi. Đánh bóng ra ngoài, điểm 7-3. Tôi nghĩ là trận này cũng rất là nhanh. Đánh bóng ra ngoài, điểm 8-3. Xếp bóng ra ngoài, điểm 4-8. Như vậy là Hiếu Ruồi đang bị dẫn với tỷ số là 4-8 các bạn nhé. Rất khó để có thể gỡ kèo. Đánh bóng tốt, điểm cho Phòng 9-4. Tiếp tục là Phòng xét bóng. Đánh bóng ra ngoài. Như vậy là kết thúc. Các bạn ơi, thật sự là Hiếu đánh ẩu vô cùng các bạn ạ. Không có trách nhiệm với quả bóng với cái vợt. Đánh toàn ô, mỗi lần mất điểm là ô. Rồi các bạn ơi, vậy là cuối cùng đã tìm ra người được giải ba nhé, là Phòng nhá. Hiếu là người về thứ tư. Thì bây giờ sẽ vào trận chung kết nhá các bạn nhá. Các bạn ơi, các bạn thấy trận tranh giải 3-4 nó có nhạt nhẽo, nó có buồn không? Giờ chúng tôi sẽ vào trận chung kết nhé. Vẫn như dự tính ban đầu thôi. Hai thằng già vẫn là hai thằng mạnh nhất các bạn. Nếu mà nói về thể thao các bạn, thì giờ chúng tôi sẽ cống hiến những cái pha bóng đẹp cho các bạn xem nhé. Còn côn thì thật sự là hôm nay tôi sẽ khả năng côn khó lên điểm các bạn. Thật. Rồi. Video nó cũng khá là dài rồi. Thì trận chung kết là chúng tôi sẽ rút ngắn điểm số là 12 nhé các bạn nhé. Ok các bạn ơi. Rồi. Múc. Yeah. Rồi. Một cơm các bạn ơi. Quả sao bắn chưa đủ lực các bạn ơi. Đẹp thế, đậm đẹp thế hả? Ngoài đấy. Ngoài không? Đây là cái kèo này là gặp Hiếu may và chung kết, nhưng không gặp thì gặp tôi thì chắc ghi. Em ơi, chấp xong lại là một giây một hút hả? Được. Phong nói à? Rồi các bạn ơi, các bạn vừa quả đấy, cứ anh ngồi cứ bảo ngoài sao còn bắt làm cái gì tốt, đúng không các bạn? Cam nhìn thứ hai là đánh ra ngoài kìa, tự chết các bạn ơi. Nó thật sự. Tôi đã chơi chiến thuật đánh an toàn, vì các bạn bác Ngọt đánh rất là giỏi, bác Ngọt hay cắt bóng để giết người ta. Thì tôi thấy bác Ngọt mắc sai lầm nha. Tỷ số đang là 2-3. Rồi các bạn ơi, xem trận đấu nhạt tẻo nhất của hai thằng già các bạn ơi. Hai thằng già đang đánh rất chi là nhìn rất chi là. Chết rồi. Lại sang rồi thì chết luôn. Được. Hai thằng già đánh dài bóng còn tạm được các bạn ạ. Bóng ngoài sân 4-2. Năm hai nhé các bạn nhá.
Ôi. Một. Lệch thế. Đập luôn cái cháu với một cấp. Phóng lại không lấy đâu. Phải mạnh lên một tí. Rồi, tỷ số là 5 đều cho các bạn nhá. Tỷ số là 6-5 nghiêng về ngọt cận nhé các bạn nhá. Một pha đánh rất chi là một pha cầu rất chi là dài và gay cấn nhé các bạn nhá. Rồi tự rút lưới chết rồi các bạn ơi. Côn thế nào tôi thật sự các bạn chỉ ăn may được vào trận chung kết này thôi thật. Mày điên à, đây là anh chẳng qua chủ kênh anh nhường ấy. Có phải chủ kênh anh hạ rồi. Tốt. Ngoài sân. 9-5 rồi các bạn ơi. Tỷ số này thì anh Côn không có cửa gì rồi các bạn ơi. Tự tay bóp giá rồi các bạn ơi. Thôi. 6-0. Tốt. Ôi các bạn ơi. Các bạn ơi, tỷ số bây giờ là 11-6 rồi, thôi các bạn khỏi vài bàn nhé các bạn nhé. Chạm điểm có 12 thôi. Bảy 11. Các bạn ơi, anh Côn vẫn có cơ hội nhưng mà đã mùa này sang năm nhé các bạn nhé. Thì anh Côn sẽ có cơ hội. Ngọt là cắt bóng được các bạn ơi. Vậy là ở clip đánh vợt khổng lồ là bác Ngọt đã là người chiến thắng và sẽ nhận 1.000.000 từ tôi nhá. Để các bạn mà thấy clip hay các bạn thấy clip không hay, các bạn cũng chia sẻ clip cho mọi người khác cùng xem nhé các bạn nhá. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.